Quyên xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Quyên Cuộc Sống Đức. Hai chồng Quyên hôm nay vô đây coi cây khuyến mãi gì mua về trồng á cả nhà. Có mấy cái loại cây ăn trái thì mình trồng mùa này nè, năm sau nó có trái đó, giống như nho vậy đó. Năm ngoái mình trồng, năm nay có trái. Quyên mê cây nho lắm, vô kiếm cây nho mua thêm cây nữa. Chắc xin hỏi tới if you I know vài trái bánh khúc. Ông biết xin ốp chưa? Ốp bao? Ốp? Ups, ja, wir ja. Schauen mal. Ja. Dann habe ich ja wieder Arbeit und muss wieder die ganzen Löcher ausheben. Oh, ja. Nein. Du bist mein Mann, oder nicht? Oder ich suche einen netten Mann. Hilf mir. Ja. Siehst du da, so Paprika, Tomaten, rote Paprika, gelbe Paprika, grüne Nein, Paprika. Nein, Chili, Baba. Chili. Alle Chili, so scharf. Chili, so scharf. Oh, da hätte ich Chili. Die sind richtig scharf, ne? Die Tomaten sind aber nicht scharf. Ja, ich mag das hier. Es ist richtig lecker. Ja. Welcome. Minz, Minz. Minz, nur das 70 Cent. Minz. Minze, ne? Ja, Minze. Ja, aber nicht so schön. Ne? Aber ein letztes Jahr kann kommen, oder nicht? Das ist schon hier. Ja. Aber kommt nicht? Ja, weiß ich auch nicht, was das ist. Winter, hä? Winter hat das sie. Naja, die ganze Pflanze kommt nächstes Jahr wieder, ja. Ne? Mhm. Oder nicht? Nee, nee. Äpfel. Da kommen die ganzen Vögel und was nicht alles. Wie heißt das? Rauher Sonnenhut. Rauher Sonnenhut. 49. Oh, so teuer, aber es ist auch immer ein Hut. Ja. Cái này là hoa thập thảo mình mê nè cả nhà. Ich schenke dir ein, weil du heute so lieb bist. Số 8. Guck mal, die Nummer hier. 8, ne? Ja. Ja. Wie heißt das? Das ist Kissenaster. Ein Kissen, Quyên mê hoa thập thảo lắm. Thì Quyên có trồng bụi ở nhà mà nó không có lớn. Thì cái cây hoa này mình nhìn giống hoa mai ghê luôn á. Cái nụ nó thì màu đỏ mà nó ra hoa màu vàng. Thấy lạ lắm. Mà mình cũng không biết cây này cây gì nữa. Vào đây mê lắm cả nhà ơi. Hôm nay thì mục đích là đi mua mấy cây nho. Tại vì nho mình thấy dễ trồng. Năm ngoái mình mua cây nó trơ trọi vậy đó. Năm nay đựng chùm rồi. Nếu mình mua cây nho lâu năm là nho nhiều lắm luôn á. Còn táo thì thôi đừng nhắc táo nữa, rầu lắm. Nhắc táo lại thiệt xấu hổ mà tức. Táo người ta không có trồng thì trái xum xê. Còn cây mình tưới nước chăm sóc lắm mà giờ không còn trái nào hết trơn á. Cây táo này 20 euro nè cả nhà. Thì 20 euro hiện giờ thì khoảng 540, 550 nha. Còn mấy cây này ở nó mọc ven đường nhiều lắm. Nên mình cũng không có thích đó. Cây nho chuỗi ngọc thì bị chim ăn. Còn cái trái này là mình ăn rồi mà mình không biết tiếng Việt tên gì mình quên rồi. Còn cái này là cây Việt quất. Trái Việt quất mình có trồng mà nó cũng có bông nó lên được có mấy cái nụ. Còn cây kiwi cũng có trồng nữa. Kiwi mình cũng mua ở đây nè. Mà bả có cái lá nào đâu. Bả giờ như cây củi luôn, không biết sống hay chết nữa. Còn mấy cái chậu này 27 euro. Hoa hồng mê quá à. Bây giờ thì nhà mình hoa hồng nhiều lắm rồi. Bây giờ phải chăm sóc chứ mua nhiều mà không chăm sóc á, phí lắm. Mình đang thích cái chậu hoa màu tím này nè. Mà giá thì bây giờ nó chưa có giảm nhiều lắm. Một chậu này hồi trước á, mình mua 12 euro. Bây giờ nó đồng giá là khoảng 10 euro cũng không giảm nhiều. Mình đợi nó thiệt là rẻ thì mình mua. Giảm chừng 50% đi mình mua. Giờ nó cũng chưa có giảm. Mình đang thích cây hoa hồng màu tím. Nó chưa có giảm nha cả nhà. Đó cả nhà thấy đồng giá không? 9 đồng mấy thì khoảng 10 đồng đó. Hôm trước mình mua đây hai cây đó. Hoa nó cũng đẹp lắm. Lampenputzergras. Wie heißt das? Lampenputzergras. Lampenputzergras.
Này, tưởng cây sả này cả nhà, lén lén ngắt lá ngửi, không phải sả, phải sả là mua về rồi mừng lắm luôn, tưởng sả không phải cỏ. Còn mấy cái chậu màu gà đẹp ghê không, quá trời đẹp luôn ha, nhìn giống Tết Việt Nam á, hoa đẹp lắm cả nhà ơi, mà Quyên không có biết trồng á, rồi để ngoài sân nó lên nó bị héo rồi, mùa này thì nó đang chuẩn bị lạnh lên rồi, cái này trồng mấy ban công đẹp lắm, hoa đủ mà hồi chân á, ghép lại đẹp á, hồng trắng tím trời ơi đẹp. Còn mấy cái này nè, mình thấy người Đức tự tặng cho nhau lắm, đẹp ghê luôn á, cả nhà thích không, chứ Quyên là muốn mê lắm, đẹp ở đây nè đó. Trời ơi, cây này cây yêu dấu, cây mơ ước của mình, giá nhiều nha, cây này cây sung Mỹ đó cả nhà, giá nhiêu vậy coi coi, ở tiếng Đức rất là phái gần. Cây trái sung ở đây mắc lắm, sung tươi trái cũng mấy chục ngàn á chứ không phải rẻ, hình như đồng mấy á, trời ơi Thích cái này cây này giảm quá cả còn có nhà bảy ơi, chục cây euro sung nè. hả. Vinter House. Vinter Vinter House, ở đây. Dạ, ý trên Vinter House. Tôi phát Vinter House ở đây. Dạ, ý mắc cái kênh nè. Mua cây này cả nhà ơi, 70 euro nè, nó giảm giá. Mình thích cái cây đó quá, mình kêu ảnh lại hỏi người ta coi nó có mùa đông nó chịu được không á. Chịu được là mình mua cây này. Giờ nó hy sinh á, anh ơi anh mua cái này đừng mua, không có mua gì nữa hết á, mua này không quần áo gì hết, mua này đi. Trời ơi, mê cây này quá trời mê luôn cả nhà ơi, nó bự vậy nè. Ông xã quê em Peter anh đang hỏi người bán á, thì nghe nói là nó chịu không có chịu được tuyết, mà họ với nó để trong nhà mùa đông đem vô nhà mà chỗ nào có ánh sáng mới được, nóng quá cũng không có được nữa. Còn cái cây này á, thì Nguyên thấy nhà ông Lô Tha có trồng nè, cái tên nó giống như là cây dịch ra là lồng đèn vậy đó, thì hôm nào Nguyên qua bển lấy giống Nguyên về Nguyên trồng. Còn đây tới 18 đồng một chậu nè, nhưng mà nó giảm giá còn 9 đồng, còn cái chậu này thì có 4 đồng thôi, 4 đồng thì khoảng hơn 100 ngàn, khoảng 101, 102 gì đó. Còn ớt nè cả nhà ơi, nhìn thấy ớt á là thèm ha, ớt này nó chỉ lên trời ha, ngộ ha, mới để ý đó, sao ớt này chỉ lên trời không biết nữa, 7 đồng cây, bình thường nó 12 đồng mấy giờ còn 7 đồng. Nhưng mà Quyên thích ăn cái ớt màu vàng á, hôm trước mua chậu rồi ngon quá trời luôn rồi, giờ ra ngoài mua thêm chậu nữa. Nho nè, mục đích là đi mua nho đó, nhưng mà giờ thì mê cây kia, gắng năn nỉ ông chồng mua giùm cho cây kia đi, biết sao không phải là nó mắc quá không phải, nhưng mà sợ chồng nó không có được, có chết á rồi phí tiền chứ mì chân á. Còn nho này dễ trồng lắm, năm ngoái mình mua cây chùi lủi luôn mà giờ lên chụp rồi đó, thì thấy là chắc có ăn là thấy mừng rồi. Còn cái nho đen này nè ngọt lắm nè. Còn đây là chanh nè cả nhà, thấy mê không, 29 đồng khoảng 30 đồng chậu, thì 30 thì tính ra đi, tính ra 800 mấy chậu, nó lớn lắm đó. Mà cái này nó cũng không có chịu nhiệt nữa, phải đem vô nhà, do đó nhà nhà mình á thì cái chưa có chỗ mà trồng cây ở trong nhà, cái này nó bự lắm, nhìn có trái luôn ấy ha, ghê luôn á, nó chịu 0 đến 25 độ C, ở bên mình á thì nó âm độ, lạnh lắm không có chịu nổi đâu, mê quá à. Chanh thì đi siêu thị mua được. Nhịn bông mê chết đi. Nhịn bông là nhớ Tết Việt Nam ghê luôn cả nhà ơi, quá trời đẹp luôn, rực rỡ luôn. Anh có bớt nhiêu rồi bà? Xin euro nè. Còn đây là mấy cái hạt mà để làm mầm á, nhà thấy ngon không, đủ loại hạt hết trơn á,
Đó, mấy cái mầm nhỏ này ăn ngon đó, Quyên có mua làm rồi, ăn ngon lắm. Bây giờ làm biếng quá à. Cái này loại ngon nhất nè, Quyên ơi ăn nè. Quyên có mua cái đồ để làm luôn á, rồi cái khay á. Thấy thèm quá ha, để mùa đông đi Quyên mua về Quyên làm. Tại vì mùa hè mình ăn rau á, nó tươi sống thì nó ngon rồi. Còn mấy cái mầm này để mùa đông mình làm á, làm nó cũng dễ lắm. Ở siêu thị nó có bán sẵn, ở trong siêu thị ở cả nhà nó có làm mầm sẵn nó bán á, nó cũng mắc lắm nha, 2-3 đồng gì đó một cái hộp nhỏ nhỏ. Cả nhà thấy nhiều loại không, nó giống như là rau giá của mình vậy đó ha, nhiều lắm luôn á. Kai Sports bio sạch đó, mầm rau sạch đó. Còn đây là các hạt giống, các loại giống nè, cả nhà thấy hình gì là nó có cái đó đó, nhiều lắm luôn á. Cả nhà có mê không? Ai mà trồng cây, thích trồng cây là vô đây là mê lắm. Mà Quyên mua về Quyên trồng á, mua nhiều lắm rồi mà đâu lên đâu. Cả nhà thấy vườn của mình năm nay lên gì? Đâu có gì lên đâu phải không? Chỉ có cải xanh nè, rồi tía tô nè, rau muống thì lên mà chưa ăn. Rồi hành thì nó dễ rồi. Mấy cái loại Quyên mua bông nhiều lắm luôn á mà đâu có lên bông đâu. Tại vì sao mình rải đó rồi khi nó chim nó ăn mấy hạt hết rồi cả nhà. Có cái cẩm hướng dương mà màu đỏ đẹp quá ha. Quá trời loại luôn rồi nè ha, nhiều mênh mông lắm. Trời ơi nhìn thấy mê ha. Mà phải có tay trồng mới được, biết đất, biết cách trồng á thì dễ. Cà chua thì Quyên có mua màu vàng này nữa nè, nhưng mà không thấy nó lên. Hai chồng mình về á, đi lấy cái xe kéo để mua cái cây đó mới được. Cây Feigen nha. Nha, tại cây nó to quá để xe ô tô không được, phải lấy cái cẩu ở cái xe có kéo mới được cả nhà. Tính nó xe cẩu rồi trời, tính cẩu nguyên cái nhà người ta luôn hay gì. Đi trắng cứ đi nha sao. Auch was mystisches so der Feigenbaum, der bringt auch Glück, ne? Nha. Oh my bunch. Oh, chắc đi trắng cứ đi xuống xe nha. Đây là nó cho phép được chạy tốc độ là một tối đa là 100 km/h theo quy định. Dù đường cao tốc người ta cho 120 mình cũng chạy được có 100 thôi cả nhà. Đó cái bảng này mua này dành để đổ rác thôi đó chứ không làm gì hết. Đổ rác với chở mấy cái đồ vật dụng to đó. Ở bên đây mua thì họ không có vận chuyển, nếu mà vận chuyển về thì cái phí nó cao lắm. Ở bên Việt Nam mình nó mua giao tới nơi, còn đây mua là mình đi lấy hoặc là giao thì mắc tiền lắm cả nhà. Respect fair sale và mắc là hãy tôn trọng người mà Sao tự cho nó làm hay á. nữa. Thấy ổng ghê không? Ổng cái xe kia ổng là 444, cái ổng mua xe này 445. Ổng cũng mê biển số lắm chứ bộ. Ông xã Quyên mà về Việt Nam là chắc ổng lấy số 999 không á. Các bạn biết tại sao mà ổng lấy chữ Y không? Chữ Y nhìn giống số 4 á, chứ không có ý nghĩa gì hết trơn á. Đó, chữ Y là giống số 4, nhìn nó giống như liên tục. Rồi đi nha cả nhà. Đi lấy cái cây về nha. Mua cây nó chỉ ngọt ngào lại á, chứ không thì nặng giọng lắm.
xù xe, xù xe, xù xe, xù xe. Bà nịnh thấy ớn luôn á. Bà nịnh thấy ớn luôn nha. Mua cho bà cây bà trồng về mà nó không lên trái cái bà quạo nè. Oh, dann kann ich ja eine Woche lang gar kein Bier trinken jetzt, wenn wir die Pflanze kaufen. Oh ja. Anh nói Da muss ich Wasser trinken. Anh nói tuần này là khỏi uống bia, uống nước lã đó. Tại vì mua cây này cho mình nè. Thang cái ớn luôn à. Aber das my vorlig sei mein vorlig Leben, ja? Das ist dein vorlig Leben? Ja, freundliches Leben, ja. Vorlig Leben, đó là cuộc sống mình vui vẻ thì cái giá trị nó vô giá chứ không phải là tính ra giá tiền. Mình cũng suy nghĩ lắm á chứ bộ mới mua chứ mà mấy bạn biết mình cũng chùm lắm mà đâu phải là rộng rãi gì đâu mà mê cây. Wenn ich jetzt mit meiner Frau einkaufen fahre, muss ich schon immer den großen Anhänger mitnehmen. Das große Auto reicht schon nicht mehr aus. Ông nói mỗi lần mà muốn đi mua đồ với mình là phải đem cái xe xe cộng xe kéo làm sao theo để cho chắc ăn. Là mình mua nhiều lắm. Nói thiệt nhưng mình vô trong mình mê. Mỗi lần mà mình vô trong cái chỗ cây giống á là mình mê, mình mua đủ thứ chứ á. Mình đang cứ thích là cây chanh nữa đó nhưng mà thôi mua cây này thôi tham quá ông không mua nữa, không cho vô nữa mất công. Ich glaube, die letzte Mal ich komm Baumarkt weiter du darf ich nicht kommen mehr wieder da Baumarkt. Du habe Angst, ja? Oh, ja. Nö, nö. Nein, nein. Xíu ha. Tại vì tôi có cái cây đó. Best price gift by once. Giá tốt nhất ở bên. Beste Preise. Yeah. Beste Preise. Oh, unser Anhängerpark, das ist auch noch frei. Guck mal, sind so viele frei hier. Für Anhänger. Đây là cái chỗ đậu xe có cái PKW mit Anhänger extra hier, ne? Cái xe kéo nó có một chỗ đậu riêng. Ở đây thì đậu xe có chỗ cho dành người khuyết tật, người trẻ con, người nhiều loại phân ra. Mình phải lấy cái này nè, cái chậu được. Cái này là một đống. Ôi trời nó nặng. Sách. Xui xue. Xui xue. Đi hấp xuân ghép trời. Nó nặng lắm cái này. That's most gift I euro here. From the sand gift này. Ja. Wir versuchen mal, ne? Ja, em mừng quá nó đây. Dạ. Yeah. Có cây sung nhỏ đó mà đâu có lên đâu, mua 10, 12 đồng á. Trời cây này trồng lâu lắm mới lên bự vậy đó cả nhà ơi. Đi vái nè, anh đã sai đó. Đi đắc cơ áo. Đi đắc cơ áo. Up. Dạ, số. Rồi ai gai. Cả nhà ơi, cây sung đã về tới nhà mình rồi. Quyên kết thúc video đây. Quyên cảm ơn cả nhà đã theo dõi video hôm nay. Cây sung sẽ mang tới cho nhà Quyên mọi điều sung túc. Và Quyên mong mọi người cũng vậy nha. Sức khỏe, bình an và mọi điều tốt đẹp nhất. Nhớ bấm like cho video của Quyên nha. Quyên chào tạm biệt cả nhà. Chúc Jesse, chúc.
không sợ phiền mà. Bye bye.